Còn số 3, ta sẽ gì? Xử lý các item. Xử lý tạo các item đúng không? Rồi, tạo các item. Hay là bạn có thể ghi là xử lý giỏ hàng. Ok, cái này thật được. Các item thì ta sẽ định nghĩa một cái item ở trong gì? Trong giỏ hàng. Như vậy ta sẽ định nghĩa này. Thứ nhất là private final ghi là gì? Product. Pro gì? Product. Đây là định nghĩa một sản phẩm. Tiếp theo định nghĩa số lượng này. Private in nhé. Quan nhé. TT nhỉ? Quantity. Tiếp theo ta định nghĩa một cái tiền này. Private tổng tiền này đúng không nhá? Ta có double sub nhỉ? Sub total. Tổng tiền. Bây giờ nó sẽ bắt chúng ta phải gì? Insert chuột cái gì đấy, override một cái sử dụng fill đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng một cái product thôi, không cần phải những cái subtotal này đúng không? Đấy, như vậy chúng ta sử dụng cái product này thì chúng ta sẽ có zip nhé, bỏ super này đi. Zip chấm product, product này zip chấm gì, quantity số lượng khởi tạo, ta đặt nó bằng một đi, số lượng bằng gì, một, và tiền thì chúng ta sẽ có zip này chấm sub total thì sẽ bằng gì đây, product. Chấm get gì, get price nhé. Đây là gì, khởi tạo số lượng, số lượng, số lượng của giỏ hạ của mặt hàng đúng không? Đây là gì, tính tiền đúng không? Tính tiền cho gì, một sản phẩm đúng không? Với số lượng là một nhé. Ngoài ra chúng ta sẽ getter setter này, chúng ta chọn gì, in gì suộc này, getter setter đúng không? Đấy, tất cả cái này rồi, ba cái này đi đúng không? Như vậy ta sẽ get product, set product, get quantity, set quantity gì đấy, generate, thế là ra một đống đúng không? Và chúng ta có một cái nữa, chúng ta cần phải sub total, nó sửa một chút cái get sub total nhá, get sub total thì chúng ta có sub total đúng không? Sub total này sẽ nhận giá trị bằng cái gì các bạn? Bằng số lượng đúng không, nhân với gì, đơn gì, đơn giá nhá, nhỉ? Như vậy ta có product này chấm get gì, get price nhân với gì, số lượng đúng không, nhân với quantity nhỉ, và cuối cùng return gì, return sub total nhá, return sub total, và tất cả cái khác đều không có gì thay đổi cả. Đấy, thì đây là cách chúng ta xử lý liên quan đến đến cái xong chưa nhỉ? Đây là khởi phương thức khởi tạo này, phương thức get set gì này, và set total thì chúng ta get total là như này, set total là như này nhỉ? Thôi được, ok, tạm thời như thế đúng không? Và ta đã định nghĩa xong cái phần gì, phần cát gì, cát item nhé.